Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Kiên Cốt cùng vào bếp nha. Hôm nay Nguyên Cốt sẽ giới thiệu tới cả nhà món chè rất nổi tiếng ở Việt Nam. Từng có một thời là mưa làm gió, đó là món chè khúc bạch nha. Nhưng mà được biến tấu với chè khúc bạch hoa đậu biếc rất thơm, rất đẹp nha cả nhà ơi. Chúng ta cùng vào bếp nha. Và nguyên liệu chúng ta sẽ có là 500ml nước các bạn nha. Mình sẽ làm cái phần nước đường các bạn, nước đường, nước giải các bạn đó. Cùng với 1g muối các bạn nha. Và 200g đường phèn các bạn nha, các bạn có thể mình được cái cũng được nha. Và một bó lá dứa khoảng tầm 50g các bạn nha. Rồi đầu tiên mình sẽ mở cho bên cái nồi và mình sẽ nấu cái nước sôi. Mình sẽ cho nước vào nha, nấu nước sôi cùng với cái đường phèn các bạn nha. Và mình sẽ cho lá dứa vào luôn để tạo mùi thơm các bạn nha. Sau khi mình nấu sôi xong thì mình sẽ để nguội cái hỗn hợp nước đường các bạn nha. Các bạn lưu ý phải để nguội hoàn toàn rồi sau đó mình sẽ cho giải vào các bạn nha. Ok, nước sôi mình sẽ cho đường phèn một chút muối vào các bạn nha. Mình sẽ nấu cho sôi và mình sẽ làm cho các viên đường nó tan hoàn toàn các bạn nha. Đó. Sau đó mình sẽ lọc vào đây lần nữa và mình sẽ để nguội các bạn nha, để nguội hỗn hợp nước đường này các bạn. Ok, tiếp theo mình sẽ chuẩn bị 500g vải thiều các bạn nha. Vải mình đã rửa sạch sẽ các bạn và một chút muối nha. Thì mình sẽ nấu cái nước sôi đó, sau đó mình sẽ cho chút muối vào, sau đó mình sẽ cho vải vào các bạn nha. Mình sẽ luộc, mình nấu khoảng 2-3 phút á, cho vải chín sơ và nó sẽ diệt khuẩn các bạn nha. Thì cái lúc mình lấy ra mình sẽ nhúng nước lạnh, mình sẽ lọc vỏ, lúc này vải sẽ tự trùng và sẽ để lâu hơn các bạn nha. Đó, lâu hơn nha. Ok, vải đã sau khi được nhúng qua nước lạnh các bạn, mình sẽ lấy ra và mình sẽ lọc vỏ các bạn nha. Mình lọc vỏ và sau đó mình sẽ bỏ cái phần hạt bên trong luôn nha các bạn nha. Đó, sau đó mình sẽ xếp vào một cái ly, một cái khay thủy tinh đó, sau đó mình sẽ cho nước đường vào là mình sẽ bảo quản trong ngăn mát hoặc tủ lạnh đó, sẽ để được rất lâu các bạn nha. Ok, và sau khi lột vải xong mình đã chuẩn bị sẵn một cái tô các bạn nha, vải cùng với một cái tô nước đường phèn đã nấu nước sẵn các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vải vào, sau đó mình sẽ cho đường phèn và mình sẽ đậy nắp kính lại và mình bảo quản tủ lạnh để ăn từ từ các bạn nha. Đó, rất là gọn và lẹ các bạn nha. Đó, các bạn để càng lâu á sẽ càng thơm hơn các bạn nha. Và cuối cùng chúng ta đã có được một ly vải thiều thơm mát thanh ngọt các bạn ơi, quá tuyệt vời luôn nha. Đó, các bạn hãy bảo quản ly vải này và mình sẽ sử dụng từ từ các nha, ăn kèm với thạch nè. Đó, kèm với nước chè thì các bạn ăn rất ngon các bạn nha. Vì là chè khúc bạch với ăn với vải thì là số 1 các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị làm chè khúc bạch nha các nhà nha. Theo nguyên liệu làm chè bạch chúng ta sẽ có là 20g-30g bột gelatin các bạn nha, cùng với 5-10g bột trà xanh nha, cùng với đường là khoảng cỡ 90g đường các bạn nha. Ngoài ra chúng ta sẽ có cái phần hoa đậu biếc các bạn, mình phải chuẩn bị khoảng 10-15 bông á, hoa khô cũng được các bạn nha. Rồi whipped cream mình sẽ chuẩn bị là 500ml nước, 500g whipped cream các bạn nha, kem béo các bạn. Ngoài ra chúng ta sẽ có là 250ml sữa tươi các bạn nha. Ok, và chúng ta bắt đầu nấu nào. Đầu tiên mình sẽ sử dụng 100ml nước lạnh và mình sẽ nấu cùng với hoa đậu biếc các bạn nha. Đó, mình nấu cho nó sôi lên và mình sẽ hãm lại cho hoa biếc ra hết cái màu. Ok, và sau khi mình đã có được cái màu nước cốt hoa biếc, lát mình sẽ trộn chung với hỗn hợp làm chè khúc bạch các bạn. Đó, cái hỗn hợp với viên cream sữa tươi, lát mình sẽ chia làm 3 phần các bạn nha. Đó, lát sử dụng khoảng một ít khoảng cỡ 30-40ml nước để mình trộn chung các bạn nha. Ok, đã xong các bạn, bây giờ mình đã hãm trà xong rồi, bây giờ mình sẽ cho cái nước cốt hoa biếc ra các bạn nha. Đó, màu rất đẹp cả nhà nha.
về một phần chè xanh á, cái phần chè xanh á mình sẽ cho một chút xíu nước các bạn nha, cho khoảng cỡ 10 ml nước rồi mình sẽ trộn chung với 5-7 gram bột chè xanh các bạn nha. Đó, sau đó lát mình sẽ hòa với cái phần mà mình làm chè húng bạch các bạn, đó, mình sẽ chia làm 3 phần các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái nồi và mình sẽ cho 500g whipping cream cùng với 250ml sữa tươi vào nấu các bạn nha. Mình sẽ nấu lửa nhỏ các bạn nha, cho hỗn hợp này nó nóng lên. Sau đó mình sẽ cho bột gelatin cùng với đường vào và tan vào các bạn nha, mình sẽ khuấy đều. Đó, đừng để cho lửa nó sôi các bạn nha, lửa lăn tăn thôi bạn, đó, nóng là ok. Đó, và sau đó mình sẽ chia hỗn hợp này thành 3 phần các bạn nha. Đó, một phần thì mình giữ nguyên, hai phần còn lại thì mình sẽ mix với trà xanh và hoa đậu biếc các bạn nha. Ok, hỗn hợp mình đã nóng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ chia hỗn hợp thành 3 phần các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ lấy ra 250ml cái phần whipping cream với sữa tươi đã hòa cùng gelatin và đường các bạn. Đó, mình sẽ cho riêng các bạn nha. Còn lại mình sẽ chuẩn bị lấy thêm 250ml nữa và mình sẽ hòa với trà xanh, và còn 200ml cuối cùng mình sẽ nấu với hoa đậu biếc các bạn nha, nước cốt hoa đậu biếc á. Đây, đây là cái nồi mình sẽ nấu với cái trà xanh các bạn nha, mình sẽ lấy ra nha. Còn cái khuôn nãy là xong các bạn, mình chỉ việc nên đem để tủ lạnh thôi nha. Đó, còn lại 250ml còn lại á, mình sẽ nấu với cái hậu biếc các bạn nha. Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ cho nước cốt hoa biếc vào để mình nấu bằng nha. Các bạn cho ít thôi, khoảng tầm 30-40ml đủ rồi các bạn nha. Nhiều quá sẽ lãng và cái tinh sẽ không có đông kịp các bạn nha. Nó sẽ lãng không ngon, nó vừa đặc đặc các bạn nó mới ngon các bạn nha, nó sực sực á. Đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho vào khuôn một khay các bạn nha. Ok, tiếp theo là mình sẽ nấu cái phần nước hỗn hợp trà xanh các bạn nha. Thì giờ mình sẽ mở lửa lên và mình sẽ cho cái phần trà xanh đã hòa nước vào các bạn nha. Mình sẽ khuấy đều, mình sẽ lọc ray các bạn nha. Các bạn phải nhớ lọc ray nha, vì nó sẽ có những cái lần cận các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ lọc hỗn hợp khúc mạch trà xanh và ray các bạn nha. Đó, để được hỗn hợp mịn nhất. Ok, bây giờ chúng ta đã có đầy đủ 3 màu các bạn nha. Đó, màu xanh lá cây, màu xanh dương cùng với màu trắng các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho vào tủ lạnh từ 2-3 tiếng để nó đông lại các bạn nha. Ok, và trong khi đó chúng ta sẽ nấu với phần nước đường để mình ăn kèm với chè húng bạch các bạn nha. Chúng ta sẽ có 500ml nước lạnh cùng 1 gam muối và 1 chấm gam đường. Đó. Và một bó lá dứa mọi nha. Ok, và mình sẽ nấu tương tự cái bài nước đường phèn mình làm với ngâm giải các bạn. Đó. Cũng nấu nước lạnh các bạn nha. Sau đó mình sẽ bỏ lá dứa vào nước sôi, mình sẽ cho đường vào, chút muối vào là xong các bạn nha. Ok, và sau gần 3 tiếng thì không có tin là đông đặc lại các bạn. Đó, chúng ta sẽ chuẩn bị thưởng thức món chè húng bạch thôi nào. Bây giờ mình sẽ dùng cái vá, mình sẽ nảy cái phần húng bạch ra các bạn nha, là cái bột gelatin sữa tươi nó đông lại các bạn. Đó, mình sẽ cắt thành từng khúc nhỏ, khúc chữ nhật hay là khúc hình vuông tùy các bạn nha. Đó. Ok, đây là viên húng bạch xinh tươi các bạn ơi, rất là dẻo dẻo mịn mịn cho da các bạn nha, rất là thơm béo luôn các bạn ơi. Rồi tương tự với cái phần mà đậu biếc chứ phần trà xanh cũng vậy luôn các bạn nha.
Ok, và chúng ta đã có một tô khúc bạch đầy đủ sắc màu luôn cả nhà ơi. Thấy chưa? Màu trắng nè, màu xanh dương nè, xanh lá cây nè, rất là đẹp mà mắt các bạn nha, màu rất là đậm màu luôn. Ok, về nguyên liệu làm khúc bạch ăn kèm sẽ bao gồm đó cái phần giải các bạn, mình đã ngâm nước đường rồi, các bạn nó thơm và ngọt các bạn nha. Đó, mình sẽ ra để mình chuẩn bị cho bạn ăn kèm với khúc bạch nha. Và là chúng ta sẽ có đây, đó là cái dĩa khúc bạch mình đã cắt rồi các bạn, nó rất đẹp mắt luôn cả nhà nha. Và cái nước này là cái nước đường mới nấu hồi nãy các bạn, nước đường ở dưới rất thơm luôn. Và cái phần sẽ có phần hành nhân cắt lát mình sẽ rang các bạn nha, và kiwi và dâu mình sẽ cắt lại kèm chung các bạn nha. Rồi hành nhân mình chỉ việc mình rang thôi các bạn, rang vàng nên là mình sẽ chuẩn bị cho vào tô thức các nhà cả nhà nha. Ok, và mình sẽ chuẩn bị một cái tô và mình sẽ cho từng miếng khúc bạch đầy đủ sắc màu vào các bạn nha. Đó, sau đó mình sẽ cho nước đường lên, mình cho vải vào và cùng mình lắp một tí xíu hành nhân lên lát lên là quá tuyệt vời cả nhà ơi, chưa kể còn có những cây ăn kèm nữa nha. Nào chúng ta cùng nhau thưởng thức nào cả nhà ơi. Và đây là tô khúc bạch với đầy đủ sắc màu, màu trắng nè, màu xanh lá cây khúc bạch trà xanh nè, màu đỏ biếc nè, xanh dương, quá đẹp cả nhà ơi. Ăn kèm với vải ngâm nước đường ngọt ngọt thơm thanh nè, chưa kể có hạnh nhân rang giòn giòn sực sực cùng các tỏi trái cây chua chua như dâu nè, kiwi ngon ngọt cả nhà ơi, quá tuyệt vời cho một tuyệt phẩm chè khúc bạch hoa đậu biếc trái cây nha cả nhà nha. Rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món ăn này nha, hẹn gặp cả nhà ở những clip sau, bye bye.